Quý vị, ngày 26 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Văn Minh Thúy, sinh năm 1995, trú tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, đội cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của bà B, 50 tuổi, trú tại thành phố Bà Rịa về việc bị một người tên Bách giả danh cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Tiến hành điều tra xác minh, công an thành phố Bà Rịa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triệu tập đối tượng Trần Văn Minh Thúy về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận khoảng tháng 6 năm 2023, Thúy quen biết với bà B và tự xưng là Bách, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, Thúy đã nhiều lần nhận tiền của bà B để nhận lo làm hồ sơ cấp đất tái định cư thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và sang tên đội chủ xe mô tô. Tuy nhiên, Thúy không quen biết ai và cũng không nhờ ai để thực hiện các thủ tục trên. Số tiền chiếm đoạt được, Thúy tiêu xài cá nhân hết. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.